Hello, xin chào bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở hết Honda Đức 10 với địa chỉ quen thuộc là ấp Châu Bích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận lại tiếp tục quay cho các bạn về phiên bản màu sơn độ mới của dòng xe Future LED các bạn. Thì như các bạn đã biết thì thời gian trước thì Nhuận đã quay một cái phiên bản màu xám xi măng. Thì ở phiên bản màu đó thì các bạn ủng hộ rất nhiều, cái phiên bản rất là đẹp luôn. Nó giống như phiên bản của Thmod, SH lớn đâu nè. Thì ở phiên bản hiện tại thì cửa hàng bên mình đã ra thêm một cái phiên bản V2 của cái phiên bản màu xám xi măng này. Thì Nhuận mời các bạn mình xem chi tiết, xem ở phiên bản mới này nó có cái gì nổi bật so với phiên bản cũ. Hơn nữa với lại chương trình khuyến mãi hiện tại đang có trình giảm giá rất là sâu. Thì mời các bạn mình xem clip ha. Thì trước mặt các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu xám đen nha các bạn. Nếu có phiên bản cũ là phiên bản màu xám. Nó cái phần mặt nạ và phần dè nó là màu đen á. Thì ở phiên bản hiện tại á, ở phiên bản V2 này, cửa hàng bên mình đã độ lại theo cái mặt nạ màu xám luôn ha các bạn. Ở cái phiên bản màu xám này á, là nó sẽ hơi sáng hơn so với phiên bản màu xám cũ. Có nghĩa là cái phiên bản màu xám cũ nó gần giống như cái phiên bản của thằng SH-MOD nè, SH lớn nè. Và ở phiên bản này á, thì vẫn là cái tông đó nhưng mà nó sẽ sáng hơn nha các bạn. Các bạn nào thích những cái phiên bản màu độ như thế này mà sáng hơn thì có thể đến ngay cửa hàng nha. Thì hiện tại cái màu sơn này cũng là mới về bên cửa hàng luôn, về cũng được một chiếc. Thì cho nên các bạn mình có nhu cầu nhã ý muốn xin mua xe, thích cái phiên bản màu này có thể là alo cho Nhuận ha. Rồi thì kế tiếp á, là phiên bản màu này á, thì nó sẽ có những chi tiết khác, ví dụ như là cái bộ tem nè. Đầu tiên là bộ tem trước nè. Cái phần logo Honda cánh chim rất là quen thuộc, vị trí này là sơn luôn nha các bạn, sơn đấu tem luôn nha, không phải là tem dán đâu nha các bạn, rất là đẹp, nhìn thấy rất là quen thuộc ha. Kế tiếp là một cái đường viền ở chỗ này, ở đây đã có hai cái đường viền ha, hai đường chỉ ở dưới là cái đường chỉ nó chạy chéo, nó chạy dài từ cái phần hông nó kéo lên nè, phần dưới kéo lên ha, màu đen, và phần trên là cái phần màu đỏ. Thì đây hai cái đường viền này nó sẽ là cái điểm nhấn của phần mặt bửng bên đây ha. Nhìn thấy ghe xe mình là rất là đặc biệt và rất đẹp, và hơn nữa phiên bản màu này cũng là cái phiên bản cái dòng độ mới, cho nên các bạn mà thích cái phiên bản độ này có thể đến ngay cửa hàng để sở hữu cho em nói nha bạn. Rồi ở đây cái phần thân xe nè, thì cái phần thân xe này các bạn thấy nè, ở đây á, là có cái bộ tem ha, limited edition nha bạn. Ở tuy là dòng độ màu nhưng mà cửa hàng bên mình vẫn giới hạn về cái phiên bản màu sơn độ nha bạn. Đó thì có nghĩa là giới hạn ở đây á, là có nghĩa là đủ số lượng thì bên cửa hàng bên mình sẽ không độ cái phiên bản màu này nữa. Thì để cho mình các bạn có sở hữu cái phiên bản màu này á, thì nó sẽ góp phần cái vấn đề là độc quyền màu sơn các bạn, không số lượng, để đảm bảo trong quá trình đó là sản xuất không có nhiều quá ha. Và những cái phiên bản màu sơn độ như thế này á, cửa hàng bên mình sẽ đảm bảo chế độ bảo hành màu sơn lên đến 3 năm nha các bạn. Còn cái phần này các bạn có những cái đường viền nhỏ nè, ở bên phần giữa nè có một cái đường viền nó dạng như là nó sẽ nhiều chi tiết nhỏ hơn, chính là cái điểm nhấn dòng xe này, nó tạo nên là khác biệt hơn, sang trọng hơn nha các bạn. Màu đỏ ha, đỏ dạng như là đỏ dạ quang đó các bạn. Đây với cái màu đỏ dạ quang này nó sẽ có cái ưu điểm, ví dụ các bạn mình có ánh đèn gọi qua, hoặc là mình chạy xe mình vào những cái khu vực hay là nó cà phê hay là những cái ánh đèn sáng nha, nó sẽ rất là sáng luôn nha các bạn. Đó rồi thì ở đây á, là ở trên á, chính là những cái đường viền màu đen bóng nha bạn. Ở đây á, là khi mình ra cái biển số á, có nghĩa là ra cà vẹt nó ra màu xám đen ha. Ở đây á, là phần dòng Future nè, bộ tem Future ha, có nghĩa là vào phần này đó là bộ tem 3D nha các bạn, không sơn được ha. Thì tuy nhiên á, là nó sẽ có những cái dòng là đồ sơn luôn cái bộ tem, thì ở cái phiên bản này thì nó không sơn tem nha các bạn. Rồi thì đây là những cái màu sơn mới bên cửa hàng bên mình. Các bạn mình có nhu cầu có thể đến ngay cửa hàng để xem xe ha các bạn. Về những cái ưu điểm của dòng xe Future các bạn đã biết rồi, thứ nhất á, là sử dụng bóng đèn led nè. Thì với bóng đèn led này sẽ cho ra cường độ sáng trắng các bạn, khoảng chiếu sáng cũng như là cường độ chiếu sáng mạnh hơn ha, cho ra cường độ sắc nét khi đi vào ban đêm sẽ dễ dàng nhìn hơn các bạn. Về động cơ á, thì dòng xe này là động cơ 125 nha các bạn. Động cơ cũng thuộc dạng như là khá lớn so với dòng xe số. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì quá là ok rồi. 1 lít xăng tầm khoảng cả 60 đến 65 nha các bạn. Rất là tiết kiệm xăng đối với dòng xe Future LED các bạn, hay gọi là Future mập đó cũng là nó ha. Ở đây là hộp đựng đồ nữa các bạn. Hộp đựng đồ của dòng xe này á, là tầm khoảng cả 18 lít nha các bạn. Với hộp đựng đồ 18 lít này thì mình có thể để được nón bảo hiểm nè, rất là nhiều vật dụng, và bình xăng là 4,6 lít nha bạn. Nói chung là dòng xe ông vua của dòng xe số, cho nên là những cái thông số trên đây rất là lớn luôn. Các bạn nào thích dòng xe này ở phiên bản này thì rất là đẹp luôn. Các bạn nào thích có thể là rước em nó ở thời điểm hiện tại ha. Thì về giá của sản phẩm thì hiện tại bên dòng xe Future nó có hai phiên bản ha. Ở phiên bản bánh căm thì giá bữa nay
là 35,8 triệu, còn phiên bản bánh mâm á, thì giá bữa nay á, là 39,6 triệu. Thì có nghĩa là nó có hai giá này đó là VT rồi nha các bạn, đã VT rồi. Các bạn về các bạn chỉ còn đăng ký trước bạ và ra biển số là xong nha các bạn. Thì cái thứ hai á, là Nhật muốn chia sẻ về cái chương trình giảm giá. Đầu tiên á, là chương trình giảm dành cho công nhân. Thì nếu mình đang là công nhân á, thì cửa hàng chắc chắn sẽ giảm cho các bạn là 500 ngàn đối với dòng xe số và 1 triệu đồng đối với tay ga. Và chương trình thứ hai là cái chương trình giảm dành cho các bạn mình có nhu cầu đổi xe mới. Ví dụ như là mình đang có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, thì mình có thể là tham gia cái chương trình là thu cũ đổi mới. Thì với cái chương trình này các bạn sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng để các bạn mình đổi xe. Ví dụ như là các bạn có một dòng xe cũ xong không sử dụng nè, xe 50 chẳng hạn, xe khác hãng chẳng hạn, thì các bạn cứ việc đem ra cửa hàng để tham gia cái chương trình thu cũ đổi mới này. Thì ví dụ như mình đang là công nhân á, thì mình đổi xe luôn thì càng tốt cho bạn, giảm được 1,5 triệu đối với dòng xe phụ trợ này. Rất là nhiều chương trình khuyến mãi tại cửa hàng luôn ha. Các bạn mình có nhu cầu thì có thể là alo trực tiếp cho Nhuận ha. Và số điện thoại của Nhuận là 0964 234 878 để Nhuận có thể là hỗ trợ cho các bạn một cách nhanh chóng và sớm nhất nha bạn. Và cửa hàng bên mình vẫn có chương trình giao xe tặng nhà cho các bạn luôn nha. Ví dụ như các bạn mình thích những cái phiên bản màu như thế này nhưng mà mình chưa có điều kiện để ra cửa hàng hoặc là mình không có thời gian á, thì cửa hàng vẫn giao xe cho các bạn tận nhà ha. Thì với cái chương trình này á, thì cửa hàng sẽ giao cho các bạn tận nhà miễn phí luôn nha bạn. Các bạn ở khu vực ví dụ như là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng sẽ được nhân viên bên mình chạy với xe này và giao tận nhà một cách nhanh nhất các bạn. Thì thường thường là ở khu vực này thì giao tầm khoảng có ngày là xuống tới các bạn, giao xe tận nhà rồi nhận xe sau cũng được nha bạn. Rồi thì kế tiếp á, là về cái chương trình trả góp nha. Thì dòng xe future này bên cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trả từ 10% trở lên nha các bạn. Thì với 10% của nó thì tầm khoảng cỡ 4 triệu đồng, khoảng 4 triệu đồng thì mình có thể là sở hữu được em nó. Còn ví dụ như các bạn nào mình muốn mua trả góp á, là mà mình có còn cào gốc luôn các bạn, thì mình sẽ trả trước tầm khoảng cỡ 50% nha các bạn. Thì với 50% nó thì nó tương đương tầm khoảng có 20 triệu đó các bạn. Thì những cái móc tính ví dụ như là các bạn nào cần tính trả góp á, thì có thể là alo cho Nhuận đi ha, hoặc là kết bạn qua Zalo thì Nhuận có thể là nhờ ngân hàng tư vấn hoặc là tính những cái móc hàng tháng để hỗ trợ cho các bạn mình tư vấn ha. Và cửa hàng vẫn có chương trình lo hồ sơ online đầy đủ cho các bạn nha. Các bạn nào ở xa hơn á, ví dụ như là mình phân vân cái việc là mình có bị nợ chú ý hay không, hoặc là sợ trường hợp mình ra cửa hàng rồi lên hồ sơ lại không được, mất công là tốn thời gian cho các bạn á, thì các bạn có thể là tham gia vào cái chương trình là lên hồ sơ online. Thì bây giờ lên hồ sơ online cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần chụp cho Nhuận căn cước công dân ha, mặt trước và mặt sau, gửi qua Zalo thì Nhuận có thể là hỗ trợ cho bạn lên hồ sơ online. Thì Nhuận sẽ báo cho các bạn kết quả lên hồ sơ luôn, có nghĩa là tầm khoảng cả nửa tiếng đồng hồ thôi sẽ báo cho các bạn là hồ sơ mình được hay không. Thì mình chỉ cần chuẩn bị đúng số tiền ra cửa hàng nhận xe là ok, hoàn tất cho quá trình nha bạn, rồi đợi thời gian sau này bóc biển số là xong nha bạn. Rồi thì đó là những cái phiên bản màu mới của dòng xe future ở thời điểm hiện tại ha. Các bạn nào có thích những cái phiên bản màu này đến cửa hàng để xem xe ha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhuận ạ.